Nhà cửa là ở ba mẹ ở tiểu bang Texas ở San Antonio. Có nhà cửa vẫn đầy đủ ha. Dạ, công việc em đang làm là bên nhà hàng đầu bếp. Có thu nhập đỡ không em? Dạ, thu nhập cũng nói chung là ok. Một tháng thu nhập của em là quân bình là trên 4.500. Lời nói đầu tiên Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của em An ở bên Mỹ. Thì em An năm nay được 38 tuổi, có nhờ Cảnh tìm cho em một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe em tâm sự ha. Anh chào em ha An. Em do anh ạ. An, trước tiên là em giới thiệu với khán giả, em chào cộng đồng mạng đi. Xin chào cộng đồng mạng em tên An. Rất mong được làm quen với mọi người ở trên cộng đồng mạng. Em An năm nay em 38 tuổi mà em sinh năm mấy An? Em sinh 1986. 1986. Em cho anh biết cái tình Dạ. trạng hôn nhân của em sao An? Tình trạng hôn nhân trước của em á anh. Đúng rồi. Nói chung là tình trạng hôn nhân trước thì sống không được hạnh phúc rồi đổ vỡ, chung là không có tiếng nói chung Hồi đó em thì cưới đường vợ. ai đấy. Em cưới vợ năm bao nhiêu tuổi An? Em cưới vợ là lúc mà 2019 là em cưới vợ. 2019. Rồi em sống với vợ được bao nhiêu năm? Em về em chỉ về chơi được có 1 tháng 2 tháng là em đi đó rồi, không có sống chung thường. Bữa nãy em có nói với anh là vợ em còn trẻ tuổi, tánh hay bồng bột. Thì cái chuyện đó là không có trách được đâu An. Tại em nói em về em sống chung mới có 1-2 tháng em đã đi nữa rồi. Thì cái người phụ nữ mà mới đến với mình mà ta còn trẻ quá mà em đi ở hoài thì nói chung là ta cũng phải có một cái cuộc vui ở bên ngoài. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ em rút kinh nghiệm mà được không? Dạ, cũng thấy thì bây giờ duyên đạo, hết duyên thì nó đi thôi. Em có con không? Dạ không anh ơi, em tại vì chưa có con. Rồi nơi sinh sống của em hiện tại em đang ở đâu? Hiện tại em đang sinh sống, em làm việc ở Cali. Em qua bên tiểu bang Cali em làm. Bên Mỹ ha. Dạ. Em qua bên đó được mấy năm rồi An? Em qua làm bên chỗ bên mới làm đây em làm được 1 năm rưỡi. Mà em định cư bên đó được mấy năm rồi? Em đi hồi 2017 tới giờ luôn. Nhà cửa em có bên Đà Bển hay là em ở nhà thuê? Nhà cửa là ở ba mẹ ở tiểu bang Texas ở San Antonio. Có nhà cửa vẫn đầy đủ ha. Dạ. Em tổng cộng là có mấy người con của mấy người anh em á? Dạ em tổng cộng là cái 9 người anh em ở Mỹ. Ý ở Việt Nam 4 người, ở Mỹ thì 5 người. Rồi cái công việc em ở bển là em bằng cái công việc đó, công việc gì vậy An? Dạ công việc em đang làm là bên nhà hàng đầu bếp. Có thu nhập đỡ không em? Dạ thu nhập cũng nói chung là ok, sống cũng được. Ở bển mình bằng là em có thể tiết lộ cho anh biết mà mình bằng 1 tháng mình thu nhập được bao nhiêu tiền, được mấy ngàn không? 1 tháng thu nhập của em là quân bình là trên 4.500. Wow. 4.500 đô. Giờ khá cao á, tính ra tiền Việt của mình thì nó nằm ở tầm trên 100 triệu á. Dạ ăn uống chi phí xăng cộ là mình thu nhập tính ra tiền Việt thì cũng kiếm được cũng trên 40, 45 chục. Đúng rồi. Rồi anh có nghe em mà thích cái người ở trên kênh của anh. Rồi em để ý ai người trên kênh của anh thì ăn. Dạ em để ý thì Dương anh. Em để ý Thùy Dương là toàn là tiệm nail quá ha, tiệm xì ba ha. Dạ. Bây giờ em ở bên đó
thì nó xa xôi quá. Rồi giờ em quen thì vô, mà nếu mà em quen được thì khoảng thời gian bao nhiêu em về? À, nếu mà quen được thì khoảng cuối năm nay, Hết năm nay. Tết, Ừ. dạ Tết em có thể về cùng với ba, với mẹ, với anh, với đi em. Quê quán của em ở Kiên Giang đúng không? Quê quán em ở rất quả là Kiên Giang, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Bây giờ em đi về bển, em định cư ở bển là có định về bên Việt Nam mình không hay ở bển luôn? Không anh, em về ở bên đây luôn, em không có định cư ở Việt Nam. Mình mang ở bển, mình quyết định quyết tâm mình sẽ cắt nhà cửa bển luôn ha. Rồi bây giờ trong cái thời gian mà cái cuộc ghi hình này xong, anh cho em số điện thoại thì Dung, thì em cứ tìm hiểu đi. Nếu mà được thì mình đến với nhau, còn nếu mà không được á thì ai mà xin số điện thoại của em á thì anh vẫn cho. Bây Em giờ cảm ơn anh Cảnh. mà em còn điều gì nhắn gửi với thầy Dương không hay là nhắn gửi với cộng đồng không? Nói với, em muốn nhắn gửi với thầy Dương là mong cũng là bạn với thầy Dương, nếu mà hợp với nhau thì mình còn tiến tới xa hơn nữa, còn nếu mà không hợp nhau mình vẫn là bạn. Em có một cái câu nói gì mà đánh mạnh vào tâm lý của người phụ nữ không? Em á, nếu mà thương á thì em thương thật lòng hết dạ, chung thủy với em là được, em chỉ mong như vậy thôi. Ok, em chiều cao của em với cân nặng được bao nhiêu ăn? Em chiều cao khoảng 1m65, cân nặng sáu mấy ký, 65 66 ký ạ. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Em thì điểm mạnh em thì hoạt bát, làm nhiệt tình, vui vẻ. Điểm yếu của em thì nói chung là buồn, buồn trong lương tâm thôi, chứ không có muốn chia sẻ cùng ai. Cái đó anh hiểu rồi, anh sẽ gắng giúp cho em. Rồi bây giờ anh hỏi em là em có cho phép anh đăng hình ảnh em lên mạng xã hội không? Được anh. Sau này người nhà của em hoặc bản thân của em mà không có được, kêu anh phải gỡ video này xuống ha. Ở bên em bển đó, em có thường thường đi màn việc về đi đâu chơi không hay là về ở nhà? Em đi làm á 12 tiếng một ngày, không có thời gian đâu mà đi chơi. Còn một ngày nghỉ mình được ở nhà nghỉ ngơi thoải mái. Ở đây ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ 2 giờ trưa kém 10, tức là 14 giờ đó, 14 giờ trưa, thì ở bên em hiện tại giờ mấy giờ? Hiện tại là bên em bây giờ là 10 giờ 52 phút. 10 giờ 52 phút. Thì cái giờ Việt Nam với giờ ở bên em đó, nó không có được đồng với nhau á. Nhiều khi thầy Dương làm việc ban ngày thì nếu mà em nhắn tin em cũng để ý giờ giấc. Em biết giờ giấc Việt Nam, tại giờ giấc Việt Nam là em biết bên đây là mình 10 giờ như 11 giờ bên đây thì cũng 2 giờ 2 giờ chiều bên Việt Nam rồi. Cũng như bây giờ em quen một người ở Việt Nam rồi, em muốn bản lãnh người đó qua bên đó bên em dễ không? Cũng nếu mà mình quen một người mà bảo lãnh qua thì cũng tầm khoảng 3 năm, vợ chồng rồi có giấy kết hôn, đăng ký giấy kết hôn, hình cưới, nói chung là mọi thứ thủ tục là 3 năm. Vậy thôi giờ anh xin tóm tắt câu chuyện tại đây ha. Em mà tên An, năm nay em được 38 tuổi, em đã có một đời vợ thì em không có con ràng buộc. Thì tình cờ là em Đúng rồi. xem kênh của anh, em thấy bé Thị Dương này cũng dễ thương, 34 tuổi chưa có chồng, thì em đã cũng để ý, thì có nhờ anh làm mai Thị Dương cho em. Thì trong cái cuộc ghi hình này mà anh cho số điện thoại hai người tìm hiểu nhau, mà nếu không thành công thì ai xin số điện thoại em anh vẫn cho, còn nếu được thì càng tốt. Thì nãy giờ mà chị em nào có xem video này mà cảm thấy mến em thì cứ liên hệ cho Cảnh cũng được. Rồi giờ em còn điều gì nói khán giả nữa không? Dạ,
Cũng mong khán giả hợp tác cho em với Thùy Như sẽ thành cặp đôi sau này ạ. Rồi, cảm ơn em. Và Cảnh cũng xin chúc quý Dạ. khán giả gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Anh cũng chúc cho em với Thùy Dương là sớm ngày được đến với nhau ha An. Dạ, em cảm ơn anh Cảnh. Rồi, anh chào em. Rồi, em chào.